là con cô bác mình thật là sức khỏe. Hiện tại tôi vừa đang có mặt ở ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ cũng 6 giờ mấy, gần 7 giờ rồi. Chắc tôi vừa ghé thăm một gia đình nữa, rồi các tôi vừa về nghỉ ngơi. Rồi bữa sau tôi vừa sẽ sắp xếp vừa xuống đi thăm tiếp những hộ còn lại. Và con cô bác tôi mới họ phía tôi cũng vừa đi mà. Cũng là vợ mất ở đây, là anh ở trọ. Chào bà con cô bác. Đây, chào bà. Chào bác. Chào cô bác. Anh kem đeo cái này cho chú. Anh tên gì? Tên Trần Chí Tâm. Chí Tâm. Và đây là con gái anh. Gái Trần Chí Tâm. Bé bán bao nhiêu tuổi? Bé bao nhiêu tuổi? Bé bao nhiêu tuổi? Còn đây là bà ngoại. Bà ngoại. Bà ngoại ở trọ chính đây không sao? Con đi làm gì vậy? Về rồi. Chắc đi vòng vòng cho hả? Ở bên ngoài. Ủa đầu bên ngoài lên đi hết luôn hả? Dạ, hết luôn. Còn có anh chị em chị. Bên ngoài đâu hả? Bên chị đâu? Bên đâu? Bên ngoài chị là cũng bà vô cũng biết. Chị vô thì bị nặng lắm rồi. Đi có thể mất trên xe luôn á. Bây giờ các bệnh viện cái giá tới bệnh viện, giờ tiếng đồng hồ rồi đó, giờ ngất xỉu. Chị ngất xỉu. Dạ. Lúc đó anh có đi theo không? Có. Giờ ảnh với ngày đi, cái hai ngày đi. Bệnh viện nào? Dưới Trung Phương. Dạ. Dạ. Rồi lên anh, chị vẫn cố sức lên tới bệnh viện. Dạ, cố lên tới bệnh viện rồi bị ngất rồi. Tôi cho thở máy thở rồi lọc máu rồi này kia rồi nằm tới 5 ngày sau rồi tắt luôn, cầm tới 5 ngày sau rồi tắt luôn. Thì năm sinh năm 78 thì chị cũng còn trẻ chứ. 40 mấy tuổi. Dạ, anh bằng tuổi chị không? Ừ, lớn hơn 2 tuổi. Dạ. Sinh năm 76. Dạ. Quê mình đâu anh? Ở Hậu Giang. Chị ở Hậu Giang à? Hậu Giang ở Trà Vinh. Là hai chồng anh chị cưới nhau trước rồi lên đây ở là cưới là cứ lên đây đi làm rồi gặp nhau rồi cưới. À là lên đây làm rồi thanh niên luôn á. Cưới rồi đẻ con là anh lên đây hăm mấy năm rồi đó. Anh con anh 18 tuổi lên lên đây rồi làm rồi quen chị rồi cưới. Ở ngoài giờ người ta cũng có thì nó đi bị bất tâm nữa rồi. Về anh đi chưa đi về để thông báo địa phương để đưa đi cách ly để phát lên nặng chữa không kịp thôi. Thì tôi bỏ vợ đó rồi chỉ có bác sĩ. Là lúc đó vợ anh chưa mất? Chưa. Dạ, rồi anh đi về cách ly luôn. Rồi đi về đây làm thủ tục rồi người ta mới đưa đi cách ly, đưa cách ly ở chung cư bên đây. Dạ, ở đi thập quê à? Rồi người ta bị cho hai hoài rồi mình hỏi với vợ mình có đi chuyển gì không, người ta nói cũng vậy. Nói rồi đi về
tới như mấy ngày sau tới ngày 6 là tháng 9 là nó người nhà chuẩn bị đi tinh thần đi chắc chuyện qua cũng khổ quá cái gì tới 11 giờ chưa là mất giờ hài cốt thì giờ để đây mốt có đem về quê luôn chôn cất cũng chuyển về quê để mà cô chôn cất lấy số này là chị đưa lại cho nhé sốc nặng quá giờ làm cái nó anh năm bị sốc anh buồn quá hả dạ. Vậy cái công việc nó bắt đầu lại chưa? Công việc bắt đầu được từ bữa đến nay tới giờ có chưa đi làm đó? Chưa đi làm được, có hai ba người làm ở trong xưởng có hai người. Dạ. Như nó đi về quê nó trốn dịch nó né. Dạ đúng rồi. Dạ. Đi làm vậy thì được tiền một tháng. Làm ngày được có 300, làm việc nhẹ thôi. Tại vì tôi bị tim mình mỗi đêm á. Dạ. Mỗi hai qua hai lá, về con nhà có vợ là cũng chuyện gia đình giờ giờ mất cái gì rồi không thấy gì vợ là do gánh vác gia đình đó gánh vác gia đình tại vì mình làm ăn cũng được làm bệnh tim dạ bây giờ phải đi khám bệnh hàng tháng tháng này tôi là 3 triệu tháng này 2 triệu mấy 3 triệu thì có khám định kỳ luôn hả có định kỳ luôn uống thuốc là uống suốt đời luôn vậy em làm cho đủ điện em uống thuốc rồi dạ chứ bây giờ còn vợ là để nuôi con với đóng tiền nhà thì ăn rồi vợ anh làm 300 ngàn cũng 250 vậy làm ó treo xuống nằm luôn không ó treo ngoài đây nè treo luôn dạ. Giờ vợ mình mất rồi bây giờ cũng rất là căng dạ. Dương anh cũng còn hoang mang phải không dạ dạ thôi đi ra trước cho anh anh đứng anh ngồi anh nhìn bà xã anh hồi anh khóc nữa mấy đứa nhỏ chắc cũng buồn hơn nhiều ạ dạ. Ở đây bé nó học từ nào anh bé học từ Vĩnh Lộc B về ha. Đây to ghế này. Thôi được rồi, ở đây được rồi. Ngồi đi ra. Ở đây sân trọ mà nhìn mình có cái không gian hơn không biết. Thôi lần đầu vô cái trong sân trọ này không hết mấy cái đợt đi ra ngoài thì chắc là không có họ không có vô tới đây mấy đợt nó đang dịch rồi có bà con có bác rồi vô sao quạo đây không anh cũng cho gạo với rau củ rồi như kia dạ rồi đi cách ly hết trơn người ta rồi không cho nguyên nhà trọ này bị luôn ha dạ, bị hết trơn dạ. Đợt đó thì Xuân Dược cũng có gửi quà rồi vô xuống cho xã để xã đi trao cho bà con có bác mà Xuân Dược cũng không rõ xã đi trao những chỗ nào thì sau này cô vừa có đi mấy cái chuyến nữa cũng nhờ bên xã dẫn đi rồi cũng bà con cô bác đăng ký cô vừa cũng đi lên Xuân B cũng của Vĩnh Lộc B cũng nhiều ạ Vĩnh Lộc A cũng nhiều rồi hôm nay thì lại có dịp trở lại thăm Vĩnh Lộc B nhưng mà là thăm những cái hộ gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn với lại có nhiều nhà mất cô vừa chia sẻ bà con cô bác ở clip trước rồi là ngày nay cô vừa đi là 6-7 hoàn cảnh là hết 6 người mất vợ mà còn trẻ trẻ không à dạ chỉ có duy nhất chị Tuyết là chồng chị mất giờ nói chung là còn là mất tầm tháng 9 thì tháng 8 rồi nói chung cũng mới đây thì cũng anh với mọi người cũng chưa có nguôi ngoai lắm dạ. Với lại bà con bác biết sao ví dụ như ở quê cái nhà nó rộng rãi rồi có giường tượng bà con chồng sớm rồi mình đi tới luôn nó đỡ còn ở đây ở sớm trọ ở nhà trọ mà nhiều khi cái không gian nó có bao nhiêu đó rồi cái đi ra thấy vô cái thấy bàn thờ vợ cái đi ra thấy bàn thờ vợ mà chắc mà đi ra vô chắc chịu không nổi chịu không nổi dạ anh bị bệnh tim anh xúc động này kia nó không có tốt nữa đó nên Thương Dừa cũng muốn lý do vì sao Thương Dừa cũng muốn đi từng nhà Thương Dừa cũng muốn gặp gỡ Thương Dừa hỏi thăm trong đó thì cũng có những anh chị cũng biết Thương Dừa thì Thương Dừa tới anh chị cũng mừng cũng vui mình chia sẻ thì anh chị cũng đỡ buồn còn có nhiều anh chị cũng chưa biết nhưng mình trước lạ sau quen nói chung là mình ngồi mình hỏi thăm thì nó cũng đỡ buồn hơn dạ. Chứ nhiều khi cũng tủi thân chứ bộ đi ở quê lên rồi đi làm hai chồng đi làm lụng nơi con cái tự nhiên giờ bà xã mất đó. Chỉ còn có một mình nên sẽ rất là buồn
Còn những ngày tháng sắp tới là anh cũng có thể giúp đỡ một mình anh, mà ví dụ thằng trai nó làm cũng được đỡ, hai cha con mình làm để lo cho con gái. Và anh thì bệnh hoạn nó cũng khổ, do tiền thuốc mua cho tôi rồi tiền cửa thì như lung tung. Đi làm gần đây không anh? Không, đường một bên nữa. Dạ, một bên ở đây nãy đây đường một A ta. Đây là đường giáo dân chạy dân chút nhưng đường một bên hỗ trợ đắng. Dạ. Hai chồng anh ở chỗ đây lo siêu vậy luôn. Đó giờ. Nhờ mỗi thứ nó thân thuộc không quen ha. Ra nhiều khi thấy cái giỏng rồi chiều trước bạn làm cái giỏng thấy cũng thương chứ nhớ cho một. Bà ngoại lớn tuổi chưa? 70 tuổi. Ngoại vô đây ngồi nè ngoại. Ngoại còn nhiều quá, ngoại đi rồi cũng đường đường đi. Ngoại vô đây ngồi nè. Thôi ngoại đừng có buồn. Ngoại ngồi 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 khóc tôi đẹp. Chị bên chị mấy chị em ơi? 9-10 người. Dạ. Cũng lên đây chứ cũng đông hết. Còn có người chị ở dưới. Dạ. Người bà có bị không? Có bị nhiễm không? Có luôn. Nhưng mà bà qua được á. Này chắc chị chưa có được chích ha? Chích một mũi rồi. Chích một mũi rồi. Chích trong 11-12 ngày rồi phát lên. Cho thời gian, chắc thời gian nó chưa đủ à. Thằng chích nó có thời gian khoảng 4-5 tuần nó mới có bắt đầu có đề kháng mà. Chích nó bị trễ. Anh thì được chích không? Có chích rồi, muốn là không được cách ly gì đó rồi công an là kêu chích luôn. À chích luôn. Công an là kêu chích thì chích mũi 2 luôn, chích luôn. Dạ. Rồi bố bé có bị không anh? Bé bị luôn, thì con cũng bị luôn, rồi đi hết luôn. Hết sớm luôn. Nghe xanh mặt thôi bà con quá. Giờ trở lại thì mình thấy cuộc sống dường như là nó yên bình. Nhưng mà tôi vừa nghĩ mà chừng một tháng trước trở lại đây chắc vắng que. Ai ở trong nhà nấy mà không có tiếp xúc thì ai luôn. Đi cách ly gì rồi là ai cũng ở trong nhà không muốn đi ngoài. Như ở đây là có mình chị là không ăn khỏi. Ăn khỏi thì nghỉ lắm. Con đang học online nữa không? Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 5. Lớp 5 bự rồi. Con có học trẻ không? Chắc do con bự con ha. Con nó mới 11 tuổi rồi. Chắc do bự con đúng không anh? Chứ không có học trẻ à? Bự rồi. Cỡ tuổi này thì biết rành, biết rõ hết rồi. Buồn lắm rồi. Nếu mà cách ly nó cũng biết ăn uống nha tôi. Ăn uống anh hả? Nó cha cũng buồn, nó cha gái ăn uống rồi vô đây. Dạ. Con buồn, con khóc được có 2 ngày thôi là con gái ăn luôn rồi. Giờ con bác sĩ cho con về. Khóc 2 ngày là con ăn uống lên rồi. Dạ. Con về. Bác sĩ cho con về. Rồi lúc đó mẹ mất chưa? Mất rồi. Rồi anh khóc hoài nha. Khóc hoài anh. Dạ. Ngủi mình lại vậy mình thấy cũng tội nghiệp lắm. Bởi vậy mình cha không lẽ gì mình thua con vậy sao? Bởi với lại nít thì nó có cách ly nó về trước nó, dạ. Nó bác sĩ nó âm tính rồi cho con nó về trước, rồi tôi ở lại về sau. Về sau 3-4 ngày nó được về. Với nít thì khi nó thấy thì nó buồn nó khóc, nhưng mà qua rồi thì nó cũng quên. Nít thì nó mau nhớ mau quên rồi. Giờ đi vô chồng làm về ở chồng làm chung mình vô chồng làm giờ làm mình là nhắc tuổi tuổi đóng làm thấy nhiều tuổi đường ha. Chắc cũng phải ngoài chắc anh cũng phải làm rồi lo bé rồi chứ có ý định cũng phải chắc cũng đi về quê. Về quê ở chung với già đó ba lan còn với gia đình nữa chứ. Về quê có bà con mới sớm như vậy cây rộng rãi rồi nó cũng thanh tịnh rồi đi vô rồi cũng đỡ hơn, nó rộng rãi hơn, nó thoải mái hơn. Ở đây đi vô cái nhìn thấy đồng thời anh định bệnh tiêm đâu chưa? Mổ hồi năm 2015 á. Dạ. Thay qua nay lá mổ Hoàng Mỹ thì thôi. Sao anh lao động nặng hay sao nó bị chưa? Lúc trước lao động nặng lắm. Dạ. Bị hẹp đó, dạ. Thở không nổi, thì đi khám mà bác sĩ kêu nhập viện mổ liền mới được.
Dạ. Trễ khoảng mấy ngày nữa rồi chắc cũng đi luôn rồi. Dạ. Lúc đó hai anh chị cưới nhau rồi. Cưới rồi, có con bé này rồi. Dạ, có bé này rồi. Mới có, mỗi mới có 5 năm, 6 năm rồi. Dạ. Bây giờ mới uống thuốc hàng ngày chứ. Mỗi dạ. Đường ở đây... Trời ơi. Dạ. Chân mì dài xuống. Dạ. Rồi giờ phải khám, thay đổi ông khám lên viện nào? Khám ở Hoàng Mỹ, Sài Gòn. Dạ. Rồi mình đi về Cần Thơ rồi khám ở Hoàng Mỹ, Sài Gòn. Nhưng mà có bảo hiểm được không anh? Không. Nhưng mà nếu mà với mấy bệnh viện đó thì bệnh viện là dạng dịch vụ tốt thì chi phí nó cao á. Dạ cao á, bởi vì nó ăn mình đi khám thì... Dịch vụ họ tốt, thuốc này kia ăn tốt. Anh phải gắng cố gắng kiếm được bảo hiểm mình đi khám để đỡ cho anh chứ. Dạ, chứ này về quê mà bây giờ phải mua cái bảo hiểm đi khám. Có bảo hiểm mình khám mình viện viện tỉnh gì nó đỡ mình chứ mà anh đi khám. Chứ bên những bệnh viện đó thì dành cho những người họ có thu nhập tốt hơn. Dịch vụ họ tốt, thuốc họ cũng tốt. Bệnh viện đó bệnh viện nó chi nhánh rồi. Dạ. Cho nên mình theo luôn phải không? Dạ, theo tại đó bệnh viện nó mẫu á. Dạ. Mẫu nó là bây giờ mình theo bệnh viện nó là đi khám. Chứ bây giờ còn một mình anh vậy anh đi theo bệnh viện á thì không quản nổi. Theo không nổi. Dạ. Nhưng bệnh thì không thể bỏ được. Đi khám liên tục. Wow, bà con cô bác chắc theo dõi clip Phương Dừa trong mấy ngày nay chắc cũng rất là buồn. Thấy Phương Dừa đi gặp các anh chị toàn là những hoàn cảnh cũng khó khăn và toàn là mất người thân như Covid hay. Nhưng mà biết sao giờ cũng hy vọng là cái gì nỗi buồn nó tới rồi nó qua đi. Rồi mai mốt cũng anh chị cũng anh cũng cố gắng làm một phần khác. Chứ chỉ giờ thời gian thôi chứ gì. Giờ thời gian là nguôi ngoai chứ. Chứ giờ kêu nói vậy thôi, mình ngồi mình nói vậy thôi chứ sao mà hết buồn được. Nhiều khi tối ngủ giật mình vậy, cái nhìn thấy đồng thời rồi có nhiều khi mình nó sợ cái chuyện đó là nó là giấc mơ. Vì vợ cho chồng con cái mà đừng túm ở trong một cái căn trọ mà sống quen thì giờ thiếu một người nó chiều bữa nào cũng đi ra ngồi ngay đây, chiều là cũng chuyện xong nó ra ngồi ở đây. Dạ. Ta ly cà phê để ở đây là ngồi nó uống. Giờ, chiều đi ra ngồi ở đây thấy không có cái buồn. Vậy giờ chiều anh sẽ pha ly cà phê cho chị rồi. Có bữa nào pha cho chị ha. Pha cúng. Dạ. Cuối cuối cũng không chị anh cũng gặp mặt chị được. Dạ. Đó là anh đi cách ly rồi. Rồi cũng nói chung người có số này. Nhưng cũng còn anh cũng còn khá mạnh để anh lo cho hai đứa chứ. Bé khi 18 tuổi thì đi làm thì suy nghĩ rồi nó cũng đâu có được như mình. Còn phải hướng dẫn nó, còn phải dạy dỗ nhiều. Mà gia đình anh nội ngoại cũng lên đây làm thì chắc cũng rất là khó khăn. Ai có điều kiện thì nó như quên mình làm sinh sống thì lên đây ở trọ, trọ với gia đình luôn rồi. Dạ, bữa nay em tới thăm Tâm. Dạ. Em kể cũng cố gắng, Phương Dừa cũng cố gắng đi nhưng mà tại chắc cũng không xong, tại vì Phương Dừa đi mỗi cái hoàn cảnh như Phương Dừa ghé Phương Dừa hỏi thăm thì nói chuyện cũng lâu lắm. Dạ. Dạ. Chắc bữa sau thì cũng nhờ bên địa phương dẫn Phương Dừa đi tiếp những hoàn cảnh tiếp theo. Dạ, trước tiên cũng tới hỏi thăm chia buồn anh. Dạ. Thế nên em cũng gửi cho bé 10 triệu. Dạ. Dạ, để cho bé nó chưa chưa giúp anh đi học hành. Dạ. Chứ còn giống như chia sẻ một xíu vậy cho anh lương hai, chứ anh cũng nghĩ cũng không có không là bao nhiêu. Dạ. Giúp coi như là lúc đau buồn nhất thì cũng có người cảm giác, cũng có người hỏi thăm động viên mình, cũng tương trợ, cũng đỡ buồn. Dạ. Dạ. Anh cố gắng giúp chị thì tôi đây. Dạ. Cũng rất là cảm ơn Phương Dừa. Dạ. Muốn lo cho bé được ăn học tới nơi tới chốn. Dạ. Anh gắng cố gắng cho bé nó học đi chứ. Dạ. Đời mình thì nó khổ rồi giờ. Phải vậy không? Cảm gắng cố gắng lo cho nó để cho nó sau này, cái tương lai nó sau này nó dở một xíu. Cho nên là con cô bác thấy đó, Phương Dừa nghĩ thôi, Phương Dừa làm chương trình học để đổi đời là vậy đó. Dạ. Có nhiều bé thật là khó khăn.
cực kỳ khó khăn luôn. Mà nếu không chịu học á, thì là coi như là nghỉ học sớm đi ra ngoài, thì đi làm thì có tiền liền á. Yeah. Nhưng mà thu nhập nó mãi mãi nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, tại mình đi làm công làm thuê á, nó không có đường hướng phát triển, cho nên tuổi này thì ra làm được bao nhiêu, ví dụ có cha mẹ mình gắng cố gắng lo cho con cái mình học, để mình học được, để mình thành tài sau này mình nuôi cha nuôi mẹ. Chứ mà nghỉ học sớm thì thường thường con vừa cũng gặp nó hoàn cảnh khó khăn cỡ nào, mà thấy cha mẹ khó khăn cỡ nào mà lo cho con gái học là con vừa thích à, quý à. Nhưng mà mình không cho lo cho nó học, sau này nó là công nhân nó cực. Dạ. Giống như mình vậy. Dạ. Nó được cho nó học thì nó tới nó có trốn thì nó xíu. Dạ. Bản thân nó cũng làm mướn thì làm nó đỡ hơn. Dạ, làm thì nó đỡ hơn, để thu nhập nó tốt hơn. Dạ. À, chú gửi cho con nha. Này cô tất cả các cô chú anh chị mạnh thường quân trong ngoài nước gửi cho chú. Cảm ơn. Đi chú thăm rồi chú trao rồi như là để cho con có con cái con học hành. Chú nghĩ cũng không có thể giúp gì được cho con nhiều. Bản thân con cố gắng ha. Cố gắng nhiều lên con. Lúc mà mẹ còn thì mình không, mình cố gắng ví dụ 10 phần, giờ mà mẹ mất rồi thì con mình la ba bệnh nên ba lo cho mình phải cố gắng lên 20 phần, đúng không, gấp đôi lên. Con biết con ăn ủi ba là con giỏi lắm rồi đó, con biết rồi đó, con giỏi lắm rồi đó, cho nên con phải biết tự động con. Bây giờ không có mẹ nữa rồi đó, con phải lớn hơn, con phải trưởng thành hơn, đúng không. Có thể ví dụ giống như là ở tuổi con là những cái bạn bằng với con là còn cha còn mẹ người ta lo cho mấy bạn, thì mấy bạn có được cưng chiều, nhưng mà tuổi con phải cố gắng, con phải suy nghĩ phải lớn hơn nhiều so với các bạn. Dạ luôn. Thôi chị ăn cố gắng. Dạ thôi vậy anh Vũ. Ủa anh Tâm. Dạ. Anh Tâm cũng gắng cố gắng, tôi cũng không biết cũng thăm hỏi chia sẻ gì chứ cũng không biết nói gì để cho anh bớt buồn. Dạ. Dạ rồi thôi chú Dược cũng tới chủ nhật ngày 49 ngày. 49 ngày mà. 49 ngày. Hôm nay thứ năm rồi con bác. Dạ. 49 ngày. À, dạ mới mất hơn tháng mấy. Dạ rồi thôi chú Dược cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị mình cũng rất nhiều đã đồng hành với chú Dược. Cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi, chúc tất cả mọi người giữ gìn sức khỏe. Còn con cô bác cũng nhớ nha, nhớ thấy không, thấy thương nhiều chia sẻ mà còn mình phải chưa tiêm vaccine, mình gắng cố gắng tiêm vaccine đi, rồi đó mà mình đi ra đường bây giờ từ giờ tới giờ sau mình gắng cố gắng mình đeo khẩu trang, mình xịt khuẩn được cho nó sạch sẽ, nói chung là không có vi khuẩn thì nó cũng cắt bụi này kia rồi đeo khẩu trang vô để nó đừng có bụi bặm được, nó cũng tốt cho sức khỏe của mình. Dạ rồi xin cảm ơn và xin chào tạm biệt ạ. Thank you.